Kính chào quý anh chị, chào các bạn. Chỉ với 455 triệu thôi thì quý anh chị đã được sở hữu một chiếc Honda City bản top, động cơ 1.5 biển Hà Nội. Chiếc xe này ngoại thất là màu da lươn, là màu titan đấy, còn nội thất bên trong là màu đen. Hiện tại thì chiếc xe này đang được chào bán tại Salon Luxury Car Hải Dương, số nhà 166 đường Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Em nhắc lại, chiếc xe này bên em đang chào bán với mức giá là 455 triệu có thương lượng biển Hà Nội. Mọi chi tiết quý anh chị vui lòng liên hệ cho em vào số hotline 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Honda City Top là một chiếc xe phân khúc hạng B. Nó sở hữu rất nhiều công nghệ. Ví dụ như điều hòa tự động bấm bằng nút cảm ứng. Hệ thống an toàn thì có 4 phanh ABS, la răng đúc, 8 túi khí, 8 loa. Hệ thống đèn chiếu sáng thì là nó được sử dụng công nghệ full LED cho ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng, cường độ ánh sáng rất cao. Với khối động cơ 1.5 lít thì chiếc Honda City bản top này, theo như công bố của nhà sản xuất, nó tiêu hao nhiên liệu dưới 6 lít xăng, khoảng 5,8 lít thôi. Đây em quay sơ qua nhé. Đây có cả chức năng Eco này, tiết kiệm nhiên liệu, hệ thống cân bằng điện tử chống trơn trượt, hệ thống điều chỉnh gương, hỗ trợ đỗ này, vô lăng tích hợp gồm có cả đàm thoại rảnh tay, rồi cruise control tự động chân ga, điều hòa tự động cảm ứng. Chiếc xe này thì bên em chưa dọn tí nào luôn, xe nguyên mộc, xe nguyên mộc. $455 triệu. Đó, biển thủ đô màu rất đẹp. Đó, anh chị em yêu thích mẫu xe này đó, gọi cho em vào số 0978 607 555 hoặc 0941 337 888. Chiếc xe này cũng đã được lắp cam hành trình đầy đủ,